Chào các bạn nhá. Các bạn ơi, hôm nay mẹ con nhà bá làm món chân gà nướng. Thế ngon không này các bạn này, chân gà ngon quá này đấy, mập ngon. Hoàng có biết chuyện gì đang xảy ra không? Không, không biết gì hết mọi người. Đấy, chỉ một ngày Hoàng không quay video thôi, mọi thứ thay đổi nhiều lắm Hoàng ạ. Bây giờ là mẹ đang học để làm YouTube đấy Hoàng ạ. Cái chân gà này là mình hôm qua mình mua về mọi người nhá. Thế là nay là mẹ bảo rủ anh Sơn quay video lấy ra quay mọi người, đáng nghĩa là để đợt sau mình làm món khác. Thế là nay mẹ lại làm chân gà nướng, mình cũng hơi bất ngờ mọi người. Chân gà nướng cũng ngon mà Sơn hôm qua Sơn bảo là lập cho bá một cái kênh, thế nhưng mà bá thôi cứ tập trung làm vào kênh của Sơn với của Hoàng đã, bao giờ bá giới thiệu cho nó quen đi xong thì Sơn với Hoàng nó lập cho bá cái kênh riêng thì nay mai tách ra làm được cái nhau. Các bạn bao giờ các bạn thôi cứ các bạn cứ yêu quý và ủng hộ thì bá lập kênh thì mấy mà thành công đấy. Thế bây giờ như nào mẹ nhỉ, xin của mọi người cái gì nhỉ? Đấy. Thế các bạn mà thấy video của mẹ mình bá giới thiệu hay thì cho bá xin một like nhá, một đăng ký kênh đấy để ủng hộ mẹ con nhà bá nhá. Bây giờ thì mình sẽ đi làm mọi người nhá. Bây giờ thì mẹ con thì mình và cháu nhà mình sẽ đi làm thôi. Bà ơi, bà về ăn chín rồi. Bà ăn chân gà. Vâng. Hai chú cháu mình ra gọi bà Thúy vlog. Bà Thúy vlog về ăn chân gà thôi. Vặt mấy quả ổi ăn. Dạ. Vặt mấy quả ổi đó. Vâng, mẹ vặt mấy quả ổi ăn. Đâu? Bây giờ quả ổi chín ngon đấy, mẹ vặt đi. Ừ, ngon quá. Hôm nay là mình quay bằng Go mọi người, thế cho nên là nhìn là cảnh nó cũng đẹp hơn một chút. Để các bạn ơi, bá ăn phải đi cắt rau lợn xong rồi bá mới đi quay đấy. Được đây. Bà Thúy vlog vất vả lắm mọi người. Bá nắm việc lắm các bạn. Còn phải đi cắt rau lợn. Ủng hộ bá nhá. Đi mẹ con mình về ăn chân gà thôi. Các bạn ơi, đấy món chân gà của bá Sơn với Hoàng đã nướng xong rồi đấy, và ngon lắm. Bá vừa đi làm là Sơn với Hoàng ở nhà nướng là được xong rồi, bây giờ gọi bá ra để gọi bá về để cùng ăn chân gà đấy. Thế mà lễ bá bảo là bá đi làm cho các bạn xem. Xong rồi bá lại đi hái rau lợn mọi người ạ. Bá đây, phải tranh bây giờ thủ. Mình sẽ đổ nước chấm lên mọi người nhá. Đây mẹ mình tranh thủ mọi người ạ. Bá phải tranh thủ đi làm xong rồi về tối. Không thì tối mất. Rồi. Đấy ngon nhỉ. Đây mẹ ơi, sơn mẹ pha ăn đi. Đấy, ăn. Sơn pha. Chú pha chả ngon này. Chú pha không ngon. Mời các bạn nhá, mời các bạn cùng thưởng thức chân gà với lại gia đình nhà bá nhá. Cho Mai. Mai, mời Mai, Mai ăn đi con. Con mời bà. Mời mọi người ăn. Mình ăn cái chân này. Gà vàng ươm này. Ngon nhỉ. Mời tất cả mọi người nhá. Nghe cái chân này nó kiểu bị gãy nhỉ. Bị gãy. Con này chắc đá nhau gãy xong là toang luôn. Đấy. Mình mời mọi người nhá. Ngon. Đấy. Chân gà mềm thơm mà nhiều thịt. Mềm nhỉ. Sơn nướng có lâu? Con nướng chắc tầm 1 tiếng. Ngon thế. Cái nhai. Ăn được mà nó hơi cứng. Cái mật ong ngọt ngọt. Quên cả mật ong. Con quên mật ong đấy, quên mật ong cho nó vàng.
Lúc đấy mẹ mình còn đi lấy rau lợn mọi người, lấy rau lợn về hôm nào cũng phải nấu cám vậy nhỉ. Ba phải tranh thủ đi lấy rau lợn. Nhà mình nuôi lợn. Không người tối về lại không quay xong lại đi làm lại tối quá. Thế này ít nữa mà mẹ mà bắt chân bắt tay vào làm YouTube này thì chả bán lợn đi để làm YouTube. Mẹ tranh thủ đi lấy lợn chưa chứ các bạn nhỉ. Hôm đấy các bạn ủng hộ bá nhá. Mẹ có làm thầy làm cô giáo không? Tôi phát trực tiếp dạy nuôi lợn. Bây giờ mẹ của hai anh em mình hơi bị chất đấy Hoàng nhỉ. Bà của con ấy. Đấy, bà của Mai hơi bị chất đấy. Bây giờ bà Thúy về lốc ấy. Cứ thổi phòng bà ấy. Lấn sân sang cả showbiz. Showbiz, YouTube. Sao ăn? Vâng, vào đấy. Bây giờ là mình vào thưởng thức thôi mọi người nhá. Thì trước khi thưởng thức thì mình cũng muốn giới thiệu đến mọi người một kênh YouTube, thì tên kênh là Vũ Lầy Vlog mọi người nhá. Mình cũng mong mọi người sẽ sang đăng ký kênh ủng hộ em của mình mọi người nhá. Và link kênh em của mình thì mình sẽ ghi dưới phần mô tả như phần bình luận dưới video ngày hôm nay của mình. Bây giờ thì đại gia đình nhà mình sẽ cùng ăn chân gà thôi mọi người nhá. Uống nước đã. Uống nước. Mình mời mọi người nhá. Mời các bạn uống nước nha. Rồi. Ôi rồi nữa. Hai mẹ con mình đi. Nào rô rô mị bà Thúy về lốc còn sướng hơn mọi người ạ. Đây, ăn này cho nó chắc. À, một cái này to cho mày. Đây mọi người ơi. Chân gà hôm nay là mình quết cả mật ong đấy mọi người ạ. Chân nào ăn ngon bán. Đấy. Đây con ăn đi bán nốt giới. Thực ra là cái chân gà hôm nay con cũng ướp gia vị, con cũng không cho nhiều sa tế lắm, con cho ít. Tại vì là mẹ mình không ăn được cay mọi người ạ. Ngon mà có cay không? Nhưng mà mọi người nhá. Cái này mềm ăn được cả xương. Vâng. Không, như con răng khỏe thôi. Mẹ không đi ăn xương. Mẹ ăn vào gãy răng không có tiền chồng thôi. Không, thực ra là như tuổi mẹ mình thì cũng không nên ăn cái xương mọi người. Nhai nhiều khi nó hại răng. Cái xương gà nó mềm kìa. Vâng. Ăn cái gần đi thôi. Gà này là hôm qua em trai mình mua ở dưới Big C phải không ạ? Qua mình đi Big C mua đồ. Mua đồ để các quay. Bạn ấy hôm qua Đức Hoàng là đi xuống Ôi gọi con là Hoàng thôi, Đức Hoàng nghe sàng quá. Đi xuống xuống Big C hả? Xuống siêu thị để mua chân gà mua để chân em gà. Lại quay đi. Rồi, công nhận là cái chân gà mọi người ạ, mình ướp sa tế. Mình chín một canh nữa nó ngọt ngọt đấy. Nó thơm của cái vị mật ong nữa, mình chấm cái muối siêu cay mọi người ạ. Ngon tuyệt vời luôn. Nhiều thịt đấy. Mà các bạn ăn ối nha. Cái chân gà này là gọi là đồ ăn vặt. Ra quán ốc với Hoàng nhỉ. Chủ yếu là gọi chân gà ăn mọi người. Thơm mà ngon nữa. Mẹ đã ăn bà Thúy về lốc trắng miệng sớm thế. Phải ăn nước ối. Ối ngon lắm. Thế tình hình mai mẹ xem nào cho lợn cho gà ăn sớm để quay video thì hôm nay để con nướng xong con lại ra gọi bà Thúy Vlog về ăn thế này chết rồi. Phải gọi mẹ là mẹ Thúy Vlog. Ừ, mẹ Thúy Vlog. Bà Thúy Vlog. Bà Thúy cũng được. Bà Thúy nghe là nó nghe là nó kiểu phổ thông quá. Mẹ cũng được. Con thì gọi là bà. Ừ, con gọi là bà, chú gọi là mẹ Thúy Vlog. Công nhận là ổi mẹ chồng nha. Quá ngực thoáng. Nhắn gọi ông Dương Vlog. Mang rượu ra bố. Hôm nào cho bố Dương. Các bạn ấy hôm nào cho bác vào quay clip đúng rồi. Là gọi là ông Dương Vlog. Bố mình bảo là sắp tới là ăn mừng 70.000 người đăng ký là bố mình sẽ đầu tư cho mình hẳn một con thỏ. Gọi là một con thỏ to luôn mọi người. Sau đó là sẽ bố mình sẽ vào quay video, gọi là hôm đấy bố mình sẽ chế biến thỏ Alaska. Không. 100.000 người đăng ký khác có tôm hùm Alaska hoặc cua Alaska. Ui. Chỉ sợ dịch không mua được thôi. Đúng rồi, chỉ sợ dịch không mua được. Tại vì bố mình hôm quay cái clip đấy thì là có mấy cái bà cũng thỉnh thoảng bà nhắn tin, bà gọi, bà trêu chứ đâm ra là ngại. Có mấy bà yêu quý các bạn ạ. Các bạn cũng yêu quý mà. Người tình mùa đông. Bố mình có cái điệu cười gọi là đi vào lòng người. Điệu cười chết người. Điệu cười đúng là đánh gục ngã trái tim mọi người ạ. Chân gà cũng ăn nó ngọt.
Mẹ lần sau ví dụ nướng cái này cứ quết một tí mật ong vào ăn ngon lắm. Ăn nó thơm và ngọt nhỉ. Vâng. Ngon. Ăn này đúng là chỉ giòn ngọt ngon, ngon không thấy mùi gà nữa. Hôm nay là ngày thứ hai mẹ gọi là lấn sân vào showbiz. Mẹ cảm thấy như thế nào, mẹ cho con cái gọi là cái cảm nghĩ thế nào? Mẹ nói chung là các bạn ơi, bá hôm nay là bá Sơn Đức Sơn là hôm nay cho bá là giới thiệu hai hôm nay bá cảm thấy là rất vui. Cũng mong là các bạn yêu quý và ủng hộ kênh của Đức Sơn với Đức Hoàng, mẹ con của nhà bá nhá. Thì nhà bá nhá. Mẹ mình mọi người cũng bảo là mình lập cho mẹ mình riêng một cái kênh ấy. Thế nhưng mà thực ra mẹ mình cũng bảo với mình là bây giờ mẹ mình muốn làm ở kênh của mình để cho nó quen ấy. Ví dụ như ít nữa mình bận hay như thế nào thì mẹ mình sẽ gọi là cái đóng cái vai trò mẹ mình với em trai mình. Đóng vai trò chủ yếu trong kênh của mình mọi người ạ. Mẹ mình đóng vai trò với mình có nghĩa là khi anh mình bận mang đúng kênh rồi. Đi bán. Lấy tiền đi uống rượu. Mang quả khế mà không ăn tại vì là chua mọi người ạ. Lỡ ăn ổi mới chân gà lo mất rồi. Con mày mẹ uống nước. Mình mời mọi người uống nước nhá. Này anh Sơn phá được chấm ít nhẹ ít. Hơi ít đúng không? Cơ bản hôm nay chân gà ngon nữa đi. Chứ cũng chân gà ngon chấm. Nhưng mà mình cũng phải tự tin một điều rằng là sau rất là nhiều năm là mình làm YouTuber là mình cũng có cái kinh nghiệm làm nước chấm phải không Hoàng? Ngon. Hôm nay clip ngày hôm nay mình cảm thấy rất là vui mọi người ạ. Tại vì là mỗi một clip mà có mẹ mình quay cùng thì đối với mình là một cái điều rất là hạnh phúc. Cũng như là được mọi người ủng hộ nữa thì mình cũng càng vui và hạnh phúc hơn. Thì cái clip này mình cũng xin dừng ở đây thôi nhá. Mình cũng mong là mọi người sẽ luôn ủng hộ mẹ con mình. Bây giờ thì mình xin chào tất cả mọi người nhá. Bye bye.